Hôm nay bọn mình sẽ đi giới thiệu cho các bạn một tựa game có lẽ không còn xa lạ với nhiều bạn, đó chính là Naraka Bladepoint, một tựa game Battle Royale với tính năng cận chiến, nhịp độ nhanh và khả năng di chuyển điên cuồng, được hỗ trợ bởi móc vật lộn và kho vũ khí cận chiến khổng lồ. Khác với những game indie nhẹ nhàng mà tôi hay chơi thì lâu lắm rồi tôi mới chơi một con game mà hack and slash đồ họa cao như thế này ở trên kênh. Trò chơi có lối thiết kế nhân vật rất là đẹp và chi tiết, thậm chí là mọi người có thể tùy chỉnh ngoại hình nhân vật theo ý muốn. Đây này, mùa hè này Naraka kỷ niệm 3 năm ra mắt trò chơi cùng với một bản đồ hoàn toàn mới, đấy là Predoria. Đây là bản đồ hoàn toàn khác với các bản đồ trước bởi vì nó có những cái thành phố ngầm cổ xưa cùng với rất là nhiều buff và cả bẫy nữa. Hãy cùng bọn tôi thử xem các bản đồ này có những cái gì nha. Ở trong bản đồ này chúng ta sẽ có một cái cơ chế gọi là cơ chế máy phóng. Bọn tôi là hoàn toàn có thể dùng cái máy này để bay đi đến bất kỳ nơi nào trên bản đồ. Và bọn tôi có thể là chơi các trò chơi như kiểu trốn tìm bằng cách là sử dụng cái cơ chế nấp trong những cái chiến binh đất nung ở trong thành phố. Bọn tôi sẽ nấp ở trong này và chờ những cái thằng khác đi đến và bất ngờ tấn công. Naraka là một game có rất là nhiều những con tướng để mọi người lựa chọn, cùng với cả kho vũ khí đồ sộ. Còn nữa là game chuẩn bị ra mắt một anh hùng sắp tới, Kỳ Linh Giang, hay còn tên gọi khác là Trương Khởi Linh. Đây là nhân vật cộng tác lần này ở Naraka trong tác phẩm nổi tiếng Đào Mộ Bút Ký. Anh xuất thân là một người thừa kế chính thức đứng đầu gia tộc trộm mộ nhà họ Trương. Nhân vật này vừa nổi bật vừa vô cùng đẹp trai. Khí chất dạng người này thực sự là một nhân vật không thể bỏ qua ở Naraka. Mọi người hãy cùng tôi chờ đón nhân vật này ra mắt nhé. À, mà cũng không phải là chờ ra mắt đâu. Tôi rất mong là chính là người được đóng làm nhân vật này trong game. Còn giờ chúng ta hãy vào game để xem game là có những cái gì nha mọi người. Đấy, game có chức năng là ném hình ảnh vào để tạo nhân vật theo y hệt đây này. Lấy mẹ mặt Elon Musk hay Mr. Beast vào mà làm con tay. Hay lấy mặt tôi vào đi. Lấy mặt thằng Ember, được đấy chứ. Thằng nào định xâm chiếm cái Impedoria này của bác? Ai? À, Relay à? Ai? Nhân vật thì trông quá đi mẹ đó con. Đó, thế giờ mình làm gì? Mình vào ở giữa hay là mình cứ gặp nhau, mình quánh chết mẹ nhau luôn? Mình vào, mình fan nhau trận đã rồi nói sau. Ok. À đây, bác nghe tiếng đánh nhau ở đâu đấy? À đây rồi! Các vị đại hiệp! Không được xảy đâu, không được xảy đâu. Bây giờ đánh nhau với bác với. Quý cô nương ơi, bắt tôi bác đi. À, Duy Lê đánh bác này. Quý cô nương ơi. Đánh nhau đi. Ui, Duy Lê cân hết này. Ui, Duy Lê cân hết thôi. Hoàng ơi. What the fuck? Bùm bùm bùm. Ui, bác ga dầm lên. Đi về rồi. Bác tử trận rồi con ạ. Năm thôi. Chết ngay, anh xem nào, có cái đồ gì hay nào. Ơ kìa, mẹ thằng chó Dương. Bắn à? Bắn này. Đâu rồi? Bác sửa cũng bắn lại luôn. À, bắn lại luôn. Này. Đây này, qua này. Cười đi thằng giò à, có lẽ ở đâu. Đây này, gọi con robot xuống đây này. Gọi robot bác chạy luôn đây. Hết robot đi, gặp bác nhé. Bọn này đâu hết rồi nhỉ? À, thằng nào bìa tường cứ nhảy là tôi. Tao tìm mày hoài mày. Như nào? Hả? Hả? Không chạy được đâu, không chạy được. Hả? Chạy. Hả? Mày ơi. Hả? Mày ơi. Mày ơi. Sao đâu? Chết rồi. Hả? Hả? Hay gì đấy? Đây rồi, con chó hết cây mà ăn chạy thôi. Robot đâu? Ra đây. À, Duy Lê đây. Ai? Luôn đấy. Là tao. Chủ quan cho giang hồ à? Chủ quan cho giang hồ. Tao chủ quan. Tí bác chưa rút vũ khí mà. Mày đã bị chết rồi đấy. Chết ngay. Nãy giờ bác chạy quanh đây với thằng nào? À. Vãi cả robot. À, robot. Bác chịu rồi. Robot thì bác chịu rồi. Duy Lê chạy rồi. Nhầm chế độ, nhầm cả map rồi. Chơi cái đâu này. Về đi, chọn map khác. Anh cái chế độ nãy chơi trốn tìm rồi đấy. Kiểu khó tìm vết. Tao thấy toàn trốn chứ đâu có thấy tìm đâu. Thằng nào tìm đấy con. Tìm vết mà. Hello there. Oh my. Này, gặp Dương đấy. Ôi mẹ, nó có giáp cái bìu. Đây là trốn tìm này. Đâu, trốn tìm như nào? Tức là trốn vào trong bọn tượng đất nung này vậy. Trốn mẹ vào thằng tượng rồi. Chú biết tao ở cái tượng nào đấy. Giờ cho Hoàng đi tìm nhá. Chắc trốn luôn. Con nào? Nhưng mà sao bác không thấy nhở? Bác con ở cái đoạn nào đấy? Đấy, đang ở tượng đất nung đây. Tức là đoạn trong cái khu vực này. Phải đọc tên vùng lên.
Lên thành ý, ngay bên ngoài ấy. Ơ, mẹ, à, mẹ, mẹ thằng Dương. Lại gần với bố mày. Nào, đi thôi. Bác trốn đã. Thôi, trốn thằng Hoàng đi. Tìm thằng Hoàng đi. Lúc trốn thì có chém được nó không nhỉ? Ơ, nó trốn mà chả chém được nó nữa kìa. Chém, chả chém được luôn mà, đấy kìa. Cái tượng cái gì mẹ mà chuyển kinh vãi cứt. Sao cái tượng cái gì chuyển đấy con, kinh thế. Ơ, à, mẹ mà nhìn nó biến mất luôn rồi. Từ từ, hình như bác đánh hơi được. Ơ, mẹ mà nhìn. Sao đánh hơi được vậy? Ôi, nói à, võ bên trong cái điện đấy còn gì không con? Võ lôi cả con đấy ở đây. Lôi cả con đấy. Bác đánh cả người máy. Bác chơi cả người máy. Bác chạy luôn. Bác chơi cho người máy. Ờ, chết rồi con ạ. À. Người máy khỏe lắm. Nhưng mà đéo đéo đi, thằng chó này có cái gì ý. À đây đây đây, mày ngồi lên đây. Cứ ngồi lên đấy để hai cung tần mỹ nữ vào phục vụ nào. Ok ok. Giữ can trôn, giữ can trôn để đi. Giữ can trôn, đây. Đây, hai ái phi này. Chọn lấy một em. Ái phi là ai, tai to thế. Trời. Đấy, 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 ui à. Con này. Nào. Ái phi thôi mà. Đánh cả ái phi. Trông quá xấu. Tao chết mẹ mày được nửa tiếng rồi. Cho bác chơi. Ao đi cho anh ý vào với. Thôi phang nốt đi, thấy phang nốt đi. Nhìn giáp thì vẫn còn giáp trắng. Nó cứ đánh ái phi. Cứu bác Hoàng ơi. Ai mà con xấu quá. Bác con chết, bác cũng phải giết con trước đã, xấu quá. Bác phải giết thằng Hoàng đã, bác phải chết đầu tiên được. Trận chiến này là sao con? Người máy đánh nhau với cả tượng đất. Nó hiện đại hơn rồi anh. Nó có hiện đại hơn. Nó có con đau hết rồi đây rồi. Cứu rồi, cứu rồi. Mẹ ơi, con giáp trắng này. À, trốn sau mấy cái chuông đồng. Nó giết thủy thần rồi. Oai hùng đấy. Nhân vật gì vua đấy con. Chị bác đằng sau đây này. Trông mặt mũi. Bác mic mẹ mà Dung Cúc đây. Nhìn. Nhân vật. À Dung Cúc à, nhìn nhìn bác nhá. Đây này, kỹ năng lại như này này. Tát. anh bỏ em. Xấu lắm. Thế anh. Tinh hoàn anh có lớn không anh Duy? Hỏi. Hỏi. Sao? Bay đi nào. Bắt đi nào. Dáng được. Được chỉnh mà, đấy chỉnh đi. Đây nhá, chỉ cao nhất là như này thôi, kịch rồi, kịch chuột rồi. Nó bắn thử thế nào. Ui giời, nó chỉ đến được đoạn này thôi. Tức là đa phần là nó sẽ giúp mình bay ra cái giữa map này. Ô thôi, bác giải được Tử Cấm Thanh rồi này. Ôi thôi, kiểu gì bác xuống đây nó đóng lại luôn, khỏi lên. Chứng kiến toàn bộ vụ việc đấy, trông óc chó cực. Cao lo nhảy xuống phát, tự nhiên một cái xoáy thì đóng mẹ mày lại. Kinh nhất là ở dưới này nó bắn cung bác. Đây chính là Tử Cấm Thành con ạ. Mát xuống với con. Con giải đi. Xuống đi mà cho ăn tên. Bác đánh đánh vừa với cái tượng đấy nó giải cho chứ bác không biết giải cái gì đâu. Ai mở đồ, ai mở đồ rồi. Xuống đây. Chú, ô thành phố dưới lòng đất đây này, đây mới là thành phố dưới lòng đất này. Nó có cái hòm gì ở giữa to lắm. Đầy này. Bay. Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng rồi. Đi vào đây đi Hoàng, thử đứng phát cho chọc thử phát xem nào. Con đứng vào đi. Mặt thì xấu. Mẹ, hỏi anh này. Dung Cúc vốt dây bay đứng vào. Thôi, bò. 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 Thôi. 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 Mồ chôn luôn. Chạy ra ngoài. Sao nhưng mà cái đường này đi. Giải đố cái bìu. Ờ nhờ, yeah, game kỳ cục thế. Nhìn này ra đây nhìn anh Dung Cúc bay nè. Ờ, Dung Cúc bay đi. Yes à. Anh ấy có cánh ra đây Hoàng ơi. Anh ấy bay lắm con ạ. Anh ấy như thần. Đánh bại Duy Lê. Ơ. Nhiệm vụ em thực sự là đánh bại Duy Lê đây này này. Đánh bại Duy Lê này này. Đây Duy Lê này. Đánh bại đi. Ồ. Đến lúc rồi. Thế phải chơi rồi. Duy Lê làm gì kìa. Người lửa rồi. Bùng cháy con ạ. Anh ấy đang bùng cháy. Tại hạ chịu được. The fuck. Chịu đi. Đánh bại Duy Lê đây này rồi. Bò. Bò chết mẹ rồi. Tự nhiên nhiệm vụ của chúng mày lại thế thì đỡ chó ở được. À. Bắt nóng quá. Ừ, đấm ra ngoài. Làm nữa. Đấm rồi. Thôi thằng Hoàng cháy chết rồi. Tự
nhiên lại có vụ nhiệm vụ phụ đánh bại Duy Lê đây này vậy? À, tưởng bác đùa, bác like cho nhìn bực quá. Bác không đùa đánh bại Duy Lê đây nè đây. Sao được nhiều tiền thế? Nhiều thế thì không trách nó rồi, phải làm thôi. Tao mỗi lần nó phải ba cái màu này. Mũ này. Mũ bát, được cái bát con ạ. Quả mũ bát quái. Nhưng mà trông cũng khá phong cách. Vuốt tóc kiểu đấy.